Hello, chào cả nhà. Hôm nay là ngày vui đám nối của nghệ sĩ Bùi Trung Thành. Của nghệ sĩ cũng đông lắm cả nhà. Đó, toàn là dân, toàn là trai đẹp không luôn. Nhóm lên nè, nhóm cái đầu lên nè, lấy nhẹ vô là ok. Trai đẹp luôn. Có nghệ sĩ Mai An Thanh nữa cả nhà ơi. Mai An Thanh này nổi quá trời luôn. Có nghệ sĩ Thị Dương nữa nghe cả nhà ơi. Trời trời, mà bữa nay nghệ sĩ Thị Dương đeo mắt kiến nhìn không ra, đẹp gái quá nhìn không ra luôn cả nhà ơi. Xe du lịch quá trời luôn nữa, không biết tới đám cưới mình biết có đầy đủ gì không à. Okay. Bùi Trung Đẳng đang ve xe vô nghe. Lại rồi. Tài xế thì cứng lắm nghe đại gia đình ơi. Được chưa? Đây. Đây, có nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng lái xe luôn. Rồi, chào đại gia đình nha. Đậu xe xéo xẹo kìa. Kệ sao đâu. Vậy là vậy là tôi dư rồi phải không? Vậy tôi dư là tôi ôm máy luôn à. Nè. Rồi ai quay? Xuống cha. Ngon chưa? Cha đợi con lâu chưa? Khoan. 20 phút à. Gì hả? Đâu rồi? Đưa chào bạn Thi tôi. Nha. Chào bạn Thi, rồi, bạn Thi. Đâu? Vậy đủ rồi, đủ rồi, đưa máy tôi ôm máy cho tôi quay luôn. Bạn đến lâu chưa? Bạn đó không mà chưa còn đủ mâm không? Đủ rồi. Rồi bạn vô đây tôi giải quyết cho. Khoan. Tắt cái để tôi đi ra trước. Tôi đi ra ngoài đó mới được. Khỏi cứ giữ nguyên luôn, giữ nguyên. Khoan, từ đội hình đội tuyển Việt Nam ơi. Cái gì hai? Nãy chạy ngang bóp kèn. Rồi, sắp cho ngay hàng ơi, đi cho đẹp ơi. Ngang bãi á. Dạ. Thấy vui không đại gia đình? Gì? Đời người ai cũng có một ngày này. Thứ nhất là cái anh mà dẫn đàn là cầm cái gì cao cao nè, cái gì đó. Cái này là cái quan trọng nhất nha. Cháu vợ, con anh hai. Ai áo màu? Hỏi chưa? Hỏi hết chưa? Hỏi nè, hỏi bác hai, ông hai gì đó. Bác hai. Mẹ. Bắt tới coi thôi. Lấy cái áo được, nãy giờ đi hết rồi. Đây là bên đàn trai không nha. Cầm cho ba đẳng ơi, lấy dù không? Lấy cái dù. Nhóc luôn. Cầm cho nó. Đó. Có anh Hiếu make up nữa nghe cả nhà ơi. Thế còn cái này nữa nè, đẹp lấy không? Nghệ sĩ Lý Thầy Dương nè, hai vợ chồng như hoa hậu vậy đó. Phan là để tôi đi ra trước rồi, để đúng rồi sao quay đích cũng chết luôn á. Anh có này cái này còn không? Đây. Tàng là đội áo trắng không luôn.
cả nhà ơi, cứ vợ vào lành cực khổ lắm nha cả nhà, nè bưng băm lão mồ hôi chơi nè. Mỗi lần cưới vợ một lần là phải đứng đợi chờ nè nghe cả nhà ơi. Đâu phải là mấy ông bưng mâm mệt đâu, ông quay phim này mệt dữ nó chạy muốn chết luôn. Giờ lần là chắc giả được khỏi nha. Đó là tới nhà gái phải đứng chờ đợi gì nắng nôi gì rồi. Lên chưa? Gia đình đang qua nhà đàn gái cả nhà ơi. Con nè, nắng lắm hả con? Nhà mẹ. Rồi đang vô. Còn bà tôi thay đồ đang vô cả nhà ơi. Với lại cô Sáu với lại chị Bầu. Bầu đói bụng không chị Bầu? Đói bụng không. Sáng giờ ăn cũng nhiều mà giờ cũng đói. Đói liền liền. Chuẩn bị chín mưa rồi cả nhà. Lẹ trời mưa cả nhà ơi. Đứng lên hẹp vô đây, vô. Rồi đứng lên đi. Hẹp ai thôi. Rồi. Cười lên nha anh ơi. 1, 2, 3. Rồi mọi người ơi, cho băng quên nè, cho băng luôn đi, đúng rồi. Rồi buông ra cho chú rể bước vô nha. Rồi buông vô, rồi buông tay ra cho chú rể bước vô nè, buông tay ra chú rể bước vô. Rồi chú rể bước vô, cười tôi lên anh ơi cười tôi lên nha. Ok, từ từ rồi, bước lên lời giùm em. Rồi anh đứng đây cổng giùm em đi. Thưa hội đồng tập hội nhà gái, hôm nay nhà trai đến đây để nghe ban trình độ nhập gia. Xin quý vị đại diện ban thiếu nhà gái dùng phục vụ và nhận lễ để chúng tôi mời ban hội nhà trai đến nhập gia. Ngay chốc mưa luôn. Ngay chốc mưa luôn. Bên họ nhà gái đã trình xong cái để nhập gia, kính mời phía họ nhà trai chúng ta tiến hành vô bên trong dùng nước cũng như dùng bánh với ngày bên hỏi như nào, chúng ta kính mời. Mắc mưa rồi đại gia đình ơi. Qua đây đi, mình ngồi bên đây đi. Bây giờ này chúng ta tiến vào bên trong. Ngồi bàn hội đồng để chúng ta dự việc hành lễ. Mời anh Nam dưới chú Bảy đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Làm già trai hết à? Này áo khá à? Cầm cha đấy. Dạ. Cái vụ này là nực dữ lắm đó. Nực à. Tính lộc quá nực. Chào bạn. Đó. Nó còn bị rồi. Lâu lắm. Trời ơi. Đây là bên nhà gái cả nhà ơi. Hôm nay đám hỏi trời mưa đó. Cho nên là mình tập trung vô. Nó cũng hơi trật tí nha, tại vì mưa quá. Một đội quân tóc dài của bên đàn trai nha cả nhà. Chiến hữu không đó? Chiến hữu của mà Trung Thành không á? Hữu hèm không ạ? Chúng tôi xin phép được trình qua
ở đây có nghệ sĩ Văn Dẫn chuyên không ngồi với ai trên cả nhà, ngồi với cô bốn năm cô phụ nữ luôn, một mình mà ngồi bốn năm người luôn á cả nhà. Đây nè, đó nè cả nhà, con nè ngồi nè, nhóc hết trơn luôn nè, nữ không à. Mình dẹp cái này cho rộng đi. Mấy bên họ đại diện là bưng cái này vô cho rộng đi quý vị. Tăng nữa làm lễ. Mình bưng dẹp ghế đi trong đi. Có người mẫu luôn nha cả nhà. Xây kiều quạt cho thẳng đây chút xíu rồi.
đại diện mà bên bà Thuy trai này mà giao cho bà Thuy gái nhận. Có cần đến lại không? Rồi, hai bác xuống đi. Rồi, hai điện thoại cho một cái điện thoại rồi, cười tôi đứng ra hai cô ơi. Dạ, tôi làm lại nha. Dạ, rồi. À, rồi thì xong rất thầu trang thì mời chú rể. À, cái này bên mẹ chồng với mẹ vợ đeo cho cô dâu chú rể hay là từ hai bên chú rể cô dâu đeo nhau? Chị kiếm gì? Đeo bóng trước đi. Nhỏ lớn chưa biết mà. Cô dâu chú rể mới đâu nói mà cười gì chắc đám cưới cười dữ lắm nha. Trời ơi không cần con. Thôi đứng đi vậy luôn cho anh Thành đứng qua sau lưng khác đeo khác chứ. Không cần phải đổi vị trí. Anh Thành di chuyển là được rồi. Rồi đứng ra anh đứng ra anh luôn thôi. Che anh Thành ơi. Nhìn cái thằng đó hay là đó. Đâu đi đâu để có đeo hoài được à? Dạ. Đeo đi. Xong rồi cái mình đứng tư thế đàng hoàng chụp hình. Đeo xong rồi cười lên nghe, hát câu trong cổ luôn. Ờ, tàu luôn. Có trong cổ mà. Có chứ. Rồi hát bản anh thương tốt em bye bye luôn. Đám cưới bùi trung thành quá trời YouTube luôn cả nhà ơi, ai cũng quay hết trơn nè. Cả nhà cũng không thông cảm, ngày đầu tiên mới cưới vợ đeo bông còn bị gớt nữa đó. Sao mà cầm micro hát không luôn mà sao có vợ cầm đeo cái cầm cái mình lớn mà. Đúng rồi. Thông cảm đại gia đình ơi, tại nhiều nào giờ mới đeo về cho vợ ngày đầu tiên. Nè anh chụp hình ơi, có thể là anh cho tôi xin bôi chung với cô dâu chú rể tắm được không? Kỷ niệm được không? Quay kha. Ủa, đeo vàng hả? Thôi chậm mặt cái mồ hôi quá rồi. Rồi chỉnh lại anh.
đeo bộ dầm. Rồi chưa? Cái này chỉ xin bôi hình thôi nha. Tới nữa, nữa. Đâu phải vậy? Bộ. Mình chừng nào cưới luôn bộ. Không nên đừng nói nhục lắm. Chưa chưa để chụp cho kỷ niệm với bộ hình với chú rể kìa. Đúng. Đó bụng rồi. Cảm gì lâu đó có làm đẹp là cảm gì mẹ thôi mình làm với em ăn lâu lâu cái cười một cái là chú nào có chụp hình thì chụp đi nha. Xin bôi hình rồi vô vô kỹ niệm bôi bạn bột khá vô là kỹ niệm bôi hình đấy.
Rồi. Chị xin mời cô dâu chú rể cầm tên dùng chú nha. Rồi. Đến phần hành lễ thì là phần thiện hương và thiện năng. Kính mời phía xuôi nhà gái cũng như xuôi nhà trai đến trước từ đường để chúng ta dâng hương và thượng năng. Đi tiếp bạn đây tôi quay luôn cho. Hai bên nhiệm bầu ơi. Đi nữa giờ không ai mời uống ly nào tôi chạy. Quay giờ muốn chết luôn. Nè nè ly gặp nè. Thôi đưa trao cho em hết chân gì dữ vậy? Không mời đi. Chấp hương đăng dân đăng giá thành tâm phát nguyện. Cúi kính dân hương trước ngũ quyền. Cầu trên thất tổ chứng đồng thiền. Hôm nay vào ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn, chúng con có định gì để hỏi cho đôi trẻ nhờ của quyền thất tổ về cảm ứng chứng minh gia hộ cho đôi trẻ được nên duyên tầm sắc sống bên nhau cho đến ngày ngân long đầu bạc ngày sáng 3 tháng. Mời đứng lên. Anh Lớp Thị Thượng nhân lên bàn thờ, còn anh thì chuẩn hương hai hai bên cái anh hai bên nhà tối lo để được. Dựng vô được mà, dựng vô trong mới được mà, con cáo mà. Quay bên đó hả? Dạ. Nói chuyện gì không? Không, không nói chuyện. Ở trong đang nói chuyện á. Hả? Ở trong đang nói chuyện mà. Thank you.
đẹp quay nữa tiếp đó. Dạ, nước chai này cũng đúng rồi luôn. Quá trời nóng. Nóng quá. Có làm gì có dẹp dẫn đi ra đi dẹp bây giờ đâu có chài rồi dẹp đi để cái đây nữa cũng để chào luôn mặt đầu để dĩa chào hai trường cái luôn trường không đó cũng vui đó lấy hai cái mời hai tham gia với trường công để sáng trước cô Quyền đi ra cái này sẽ bị đứng.
Là có người mới nhắn tin trên đó là qua đợt này là gã em luôn á. Ghê trời. Dạ. Cái em cũng làm vô quá luôn quá rồi. Tại cũng có rồi mình em chưa có công nghiệp em chứ. Thay mặt Bùi Trung Thành cảm ơn em rất nhiều nha. Tôi xin giới thiệu em hát nha. Kính thưa là gia đình Bùi Trung Thành có một anh trai của Bùi Trung Thành. Trung Thành chỉ có một đứa em trai thôi. Thì cũng không ngờ là hôm nay là lại đứng sân khấu này để hát cho chúc mừng em của mình. Ngày này cũng chờ lâu lắm rồi. Thì chúc cho hai em đã về đến đích rồi cả nhà ơi. Chúc hai em lúc nào cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau ha. Gia đình thì lúc nào cũng là mang phát tài, phát lộc, vạn sự như ý. Cảm ơn cả nhà. Có bài hát này thì Bùi Trung Thành cũng dành tặng cho ngày vui hôm nay. Một sáng tác rất nổi tiếng lâu lắm rồi quý vị, 40 năm rồi. Sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. Bài hát được mang tên Vui Trong Ngày Đám Nói. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Hay à. Lại cả nhà ơi.